Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học tiếng Việt lớp 4 tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 29, lễ hội ở Nhật Bản. Chúng mình cùng tham gia khởi động, chia sẻ cùng bạn. Em biết gì về đất nước Nhật Bản? Nhắc tới Nhật Bản thì em nghĩ ngay tới hình ảnh của đỉnh núi Phú Sĩ, biểu tượng của đất nước mặt trời mọc. Ngọn núi này thực chất là núi lửa nhưng đã không có dấu hiệu phun trào cách đây hơn 100 năm. Núi Phú Sĩ hình tam giác được ví như hình ảnh cô gái đẹp đã đi vào thơ ca, nhạc họa của biết bao nghệ sĩ. Ngoài ra còn có hoa anh đào, xứ sở hoa anh đào chính là Nhật Bản hoa anh đào không nở quanh năm, chúng chỉ nở vào cuối đông, sang xuân. Cũng giống như hoa đào ở Việt Nam, hoa anh đào có nhiều giống khác nhau tùy vào tình hình khí hậu và được nuôi trồng tại các địa phương khác nhau tại Nhật Bản. Và một món ăn rất đặc biệt không thể không nhắc được tới đó là sushi và sashimi. Chúng mình quan sát hình ảnh minh họa. Và đây chính là bức tranh minh họa cho bài đọc hôm nay Lễ hội ở Nhật Bản. Nhật Bản là xứ sở mặt trời mọc, xứ sở hoa anh đào. Quốc kỳ Nhật Bản còn được gọi là lá cờ mặt trời, vòng tròn mặt trời được thiết kế đơn giản với nền trắng và một vòng tròn màu đỏ ở trung tâm. Màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và chính trực. Màu đỏ tượng trưng cho sự chân thành và nhiệt tình. Địa hình chủ yếu của Nhật Bản là đồi núi, nhiều núi lửa. Ngọn núi cao nhất là Phú Sĩ, cao hơn 3.776 mét. Nhật Bản thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất và sóng thần. Người Nhật rất chăm chỉ, tập trung vào công việc, đi đúng giờ, có ý thức cộng đồng, thể hiện rõ qua những trận động đất, sóng thần, vân vân. Trang phục truyền thống của Nhật là kimono, những món ăn truyền thống sushi là cơm trộn giấm kết hợp với thịt cá hải sản và các loại rau củ quả tươi. Sashimi là hải sản tươi sống. Tempura, món rán hải sản, vân vân. Và chúng mình cùng đọc bài Lễ hội ở Nhật Bản Lễ hội Hoa Anh Đào được xem là lễ hội lớn lâu đời nhất tại Nhật Bản. Hàng năm và mùa xuân, Hoa Anh Đào trên cả nước bắt đầu nở rộ. Mọi người ngồi dưới gốc Anh Đào ngắm hoa, cùng liên hoan, cùng hát hò, nhảy múa, vân vân. Đất nước Nhật Bản rất tự hào khi được mệnh danh xứ sở hoa anh đào Lễ hội búp bê ngày mùng 3 tháng 3 là ngày để các gia đình Nhật Bản cầu may mắn và sức khỏe cho các bé gái. Vào ngày này người ta trưng bày nhiều búp bê Hina trong căn phòng đẹp nhất của gia đình. Họ quây quần bên nhau, ăn cơm đậu đỏ, bánh Hishimochi. Tết thiếu nhi là ngày 5 tháng 5 đã trở thành ngày kỷ nghỉ lễ toàn quốc của người dân Nhật Bản. Thực ra, Tết Thiếu Nhi chỉ dành cho các bé trai. Trên nóc nhà, mỗi gia đình thường treo đèn lồng cá chép. Những giải cờ, hình cá chép sặc sỡ, nhiều màu thể hiện sức mạnh và ý chí kiên cường. Theo Bùi Văn Hòa chúng mình đọc mục từ ngữ búp bê hina búp bê dùng trong lễ hội được làm bằng gỗ hoặc vải độn dơm có trang phục gồm nhiều lớp cầu kỳ bánh mochi là bánh làm từ gạo nếp dẻo thơm và rất mềm chúng mình quan sát hình ảnh minh họa chúng mình luyện đọc một số từ khó nở rộ xứ sở Trưng bày hina quay quần bánh hishimochi, nắp nhà treo đèn lồng sặc sỡ. Chúng mình luyện đọc câu dài, trên nắp nhà mỗi gia đình thường treo đèn lồng cá chép, những giải cờ hình cá chép sặc sỡ nhiều màu thể hiện sức mạnh và ý chí kiên cường. Bài lễ hội Nhật Bản được chia đoạn như sau. Đoạn 1 từ đầu cho đến xứ sở Hoa Anh Đào. Đoạn 2 tiếp theo cho đến bánh Hishimochi. Đoạn 3 là phần còn lại và ba đoạn được viết tách biệt rất rõ ràng. Chúng mình đánh dấu vào sách. Chúng mình luyện đọc từng đoạn rồi luyện đọc cả bài. Tiếp theo chúng mình chuyển sang phần trả lời câu hỏi. Câu 1: Ở Nhật Bản, lễ hội nào được xem là lớn nhất, lâu đời nhất? Ở Nhật Bản, lễ hội hoa anh đào được xem là lễ hội lớn nhất và lâu đời nhất. Câu 2, có những hoạt động gì trong lễ hội lớn nhất, lâu đời nhất đó? Có những hoạt động trong lễ hội hoa anh đào là mọi người ngồi dưới gốc anh đào ngắm hoa, cùng liên hoan, cùng hát hò, nhảy múa, vân vân. Câu 3, lễ hội búp bê và lễ và Tết thiếu nhi ở Nhật Bản có những điểm gì khác nhau? Lễ hội dành cho ai? Lễ hội được tổ chức vào thời gian nào? Lễ hội có ý nghĩa gì và có hoạt động nào trong lễ hội? Lễ hội búp bê thì đối tượng dành cho bé gái Tết Thiếu nhi thì dành cho bé trai. Thời gian lễ hội búp bê tổ chức vào ngày mùng 3 tháng 3, thời gian Tết Thiếu nhi tổ chức ngày mùng 5 tháng 5. Ý nghĩa của lễ hội búp bê là cầu may và sức khỏe. Ý nghĩa Tết Thiếu nhi là cầu sức mạnh và ý chí kiên cường. Các hoạt động trong lễ hội búp bê đó là trưng bày nhiều búp bê hina trong căn phòng đẹp nhất của gia đình quây quần bên nhau ăn cơm đậu đỏ, bánh, hishimochi. Còn các hoạt động trong ngày Tết thiếu nhi là treo đèn lồng, cá chép hoặc những giải cờ hình cá chép sặc sỡ nhiều màu. Câu 4. Trong những lễ hội được nói đến ở bài đọc, em thích lễ hội nào nhất? Vì sao? À, chúng mình có thể có những uh, cái những lễ hội mình thích có thể giống với bạn, có thể khác đúng không? Chúng mình hãy chia sẻ với các bạn, với thầy cô, với người thân. Về những lễ về lễ hội nào mà trong bài mình thích? Có những bạn thích cả ba lễ hội. Đúng không? Nhưng mình sẽ chia sẻ lễ hội nào mình thích nhất. Có bạn lại thích lễ hội được nói đến trong bài đọc là lễ hội hoa anh đào vì ngày lễ này sẽ được ngắm hoa anh đào nở rộ. Đây là một trong những loài hoa biểu tượng của Nhật Bản. Ngoài ra còn được quây quần liên hoan hát hò nhảy múa cùng tất cả mọi người. Câu 5. Ở Việt Nam có những ngày lễ, ngày Tết nào dành cho trẻ em? Hãy kể lại một số hoạt động được trẻ em yêu thích trong những ngày lễ, ngày Tết đó. Ở Việt Nam có những ngày lễ, ngày Tết dành cho trẻ em như Tết Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Tết Trung thu 15 tháng 8 âm lịch. Một số hoạt động được trẻ em yêu thích trong những ngày lễ, ngày Tết đó là rước đèn, phá cỗ, vân vân. Nội dung Bài đọc giới thiệu về các lễ hội lớn và lâu đời ở Nhật Bản. Chúng mình chuyển sang phần luyện tập. Bài 1: Dùng dấu câu thích hợp thay cho bông hoa và nêu công dụng của dấu câu đó. Chúng mình cùng đọc thầm, suy nghĩ. Xem là dấu câu thích hợp thay cho bông hoa là dấu gì và công dụng của dấu câu đó. Sau đó chúng mình quan sát trên màn hình xem suy nghĩ của chúng mình có đúng không. Qua biên giới Việt-Lào, Việt gạch ngang Lào, chúng ta được đặt chân tới một đất nước có nhiều thắng cảnh độc đáo, hai chấm xuống dòng gạch đầu dòng, cố đô luôn pha bang cổ kính và yên bình. Gạch đầu dòng tiếp theo Cánh đồng chum với hơn 2.000 chiếc chum bằng đá đủ hình dạng kích thước. Cạch đầu dòng, hồ thủy điện nam ngum thơm mộng bởi sự hòa hợp của trời, nước. Cùng vô số hòn đảo lớn nhỏ, ngoài ra đến Lào khó có thể bỏ qua những địa điểm hấp dẫn khác. Thủ đô Viêng Trăn, thị trấn Viêng thị trấn Vang Viêng, khu bảo tồn tự nhiên, bò kẹo, vân vân. Chúng mình quan sát ảnh minh họa của bài 1. Công dụng của dấu gạch ngang: đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê, nối các từ nằm trong một liên danh. Chúng mình nhớ công dụng của dấu gạch ngang để sau này chúng mình vận dụng để chúng mình viết bài. Bài 2, đoạn văn dưới đây đã bị lược bỏ dấu ngoặc kép và dấu ngoặc đơn. Hãy cho biết những dấu câu đó được đặt ở đâu. A. nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn là phim hoạt hình nổi tiếng của Walt Disney. Phim được chuyển thể từ câu chuyện Nàng Bạch Tuyết trong tập truyện cổ Grim. Theo Liên Vũ B. Trần Văn Cần, sinh năm 1910, Mất năm 1994, là họa sĩ tài năng bậc nhất Việt Nam. Ông sáng tác bức tranh Em Thúy năm 1943 dựa trên nguyên mẫu cô cháu gái đáng yêu của mình. Bức tranh đã được chuyên gia người Australia phục chế năm 2004 theo Nguyễn Hoàng Anh Vậy, trong đoạn văn đã bị lược bỏ dấu ngoặc kép và dấu ngoặc đơn ở những vị trí sau. A. Mở ngoặc kép, nàng bạch tuyết và bảy chú lùn. Mở ngoặc kép, nàng bạch tuyết. Mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép, chuyện cổ rim. B. Mở ngoặc đơn, 1910-1994, đóng ngoặc đơn. Em Thúy, viết trong dấu ngoặc kép. Đó để trình bày. Đúng. Chúng mình lưu ý. Vị trí điền dấu ngoặc kép và dấu ngoặc đơn. 3. Đặt một đến hai câu sử dụng một trong các dấu câu sau. Dấu gạch ngang để đánh dấu các ý liệt kê. Dấu ngoặc kép để đánh dấu tên tác phẩm hoặc tài liệu. Dấu ngoặc đơn để đánh dấu phần chú thích. Ví dụ đặt câu, dấu gạch ngang để đánh dấu các ý liệt kê. Nội quy của trường học gồm hai chấm, xuống dòng gạch đầu dòng thứ nhất, không vứt rác bừa bãi, gạch đầu dòng thứ hai, không gây ồn ào, gạch đầu dòng thứ ba, không nói tục chửi bậy. Dấu gạch ngang ở đây đánh dấu các ý liệt kê. 2. Dấu ngoặc kép để đánh dấu tên tác phẩm hoặc tài liệu. Ví dụ, tác phẩm Bài học đầu tiên trích từ bộ Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài. Vậy là tên tác phẩm Bài học đầu tiên Dế Mèn phiêu lưu ký đã được viết trong dấu ngoặc kép. dấu ngoặc kép đánh dấu tên tác phẩm hoặc tài liệu. 3. Dấu ngoặc đơn để đánh dấu phần chú thích. Thanh Tịnh, sinh năm 1911, mất năm 1998. Chúng mình cái phần chú thích này chúng mình để năm sinh và năm mất chúng mình để trong dấu ngoặc đơn để chú thích. Tên khai sinh là Trần Văn Ninh, quê ở xóm Gia Lạc, ven sông Hương, ngoại thành Phú Huế. chúng mình chuyển sang tiết viết nội dung là viết thư đề bài viết thư điện tử cho một người bạn ở xa mà lâu em chưa gặp một chuẩn bị gợi ý chủ đề thư ví dụ thư thăm bạn vân vân nội dung thư thăm hỏi bạn sức khỏe của bạn và gia đình việc học tập của bạn vân vân kể chuyện của mình Sức khỏe của bản thân và gia đình Những thay đổi của bản thân và gia đình Nếu mong muốn hoặc chia sẻ những dự định sắp tới Tệp đính kèm, ví dụ, video, tranh ảnh Chúng mình tham khảo Chủ đề thư, thư thăm bạn Nội dung thư, thăm hỏi bạn Sức khỏe của bạn và gia đình, việc học tập vân vân hai viết lưu ý viết thư theo nội dung đã chuẩn bị nếu soạn thư trên máy tính có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc hoặc tệp đính kèm ảnh video vân vân chúng mình thực hành viết thư Chúng mình tham khảo bài viết thư. Chúng mình đọc dừng, chúng mình bấm dừng, chúng mình đọc, chúng mình tham khảo, sau chúng mình viết. 3. Đọc soát và chỉnh sửa các phần của thư, nội dung chính, tệp đính kèm, địa chỉ email Chúng mình xóa lại 4. Nghe thầy cô giáo nhận xét và chỉnh sửa bài làm theo hướng dẫn Phần vận dụng Trao đổi với người thân về nội dung thư điện tử mà em đã viết Là hết rồi chúng mình hãy bấm like và đăng ký kênh. Cô Conan còn rất nhiều video đặc biệt rồi bộ đề thi học kỳ chỉ những ai đã đăng ký kênh thì mới xem được đầy đủ. Xin chào và hẹn gặp lại.